Trong bài giảng này, mình sẽ tập trung để nói về phần modify. Thì bây giờ mình sẽ tạo một khối bốc. Thì phần modify, các bạn vào bảng modify. Modify là những công cụ cho phép các bạn có thể chỉnh sửa những đối tượng object mà bạn tạo ra. Mình có thể vào bảng modify, ở đây các bạn có thể thấy khá là nhiều thứ mà các bạn có thể tìm hiểu, rất là nhiều. Thì về phần giới thiệu, mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn một vài modify cơ bản, và trong những bài giảng về animation thì từng những ví dụ cụ thể thì mình sẽ đưa vào những modify cụ thể. Như vậy thì bạn có thể nhìn trực quan, sinh động, dẫn đến chất lượng của việc học sẽ dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ giới thiệu sơ qua để các bạn biết, trong Max để chỉnh sửa một vật thể nào đó thì các bạn cần phải vào đâu và làm gì. Thì mình vừa mới tạo ra một khối bot. Mình sẽ để chế độ space để nó xuất hiện ra những cái đường cạnh cho mình dễ nhìn. Nên mình sẽ tăng cái số lượng cạnh của cái tất cả các mặt này lên. Ví dụ như thế này. Đây là một khối box mình tạo ra cơ bản. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu một vài cái modify mà hay sử dụng nhất trong Max. Trước tiên đó là band. Ok, bây giờ trước khi mình sẽ tạo ra một cái box khác, copy nó, mình sẽ nhấn shift giữ và copy nó ra như thế này. Mình chọn copy. Ok. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn modify band. Thì cho khi các bạn vào bảng modify thì trong cái phần modifier list bạn chỉ cần sổ cái ấn vào đó để sổ ra rất là nhiều modify cho các bạn. Có nghĩa là đây là tất cả những hiệu chỉnh mà các bạn có thể sử dụng lên cái object của các bạn đang đang làm để cho nó biến dạng, hoặc là chỉnh sửa những cái thông số kỹ thuật trong đó, hoặc đơn giản chỉ là coi như là xem là tác động nó ngầm trong đó. Thì nói có thể khó hiểu thì bây giờ mình giới thiệu sơ cho các bạn biết là về modify band. Trước tiên thì band là modify để cho các bạn có thể uốn cong cái vật thể này. Ví dụ như thế này, nó có thể chỉnh hướng của cái việc mà các bạn uốn nó tất cả các hướng 360 độ. Các bạn có thể chỉnh hướng nó như thế này, hoặc các bạn cũng có thể uốn theo các trục của nó và những giới hạn dành cho việc uốn. Bây giờ mình sẽ giả sử như mình ấn limit attack thì giới hạn như là giới hạn dưới là không, giới hạn trên như các bạn thấy. Cái giới hạn trên này tức là cái giới hạn mà bây giờ mình tắt cái này. Giới hạn dưới là giới hạn đây, còn giới hạn trên đó là giới hạn ở đây, là cái mặt cao nhất của nó. Rồi cái limit effect này á, nó sẽ cho phép các bạn uốn những nơi mà bạn muốn uốn và những nơi mà bạn muốn giữ lại. Thì ở trong cái bài mà làm một cái tai nghe mà mình giới thiệu cho các bạn á, sẽ giới thiệu cho các bạn á, thì mình sẽ sử dụng modify band để làm điều này.
rồi mình bật lại. Đấy. Đây, như mình nói, những nơi mà mình muốn ốn là những nơi này, và những nơi mà mình muốn giữ lại là những nơi này. Thì đó là modify band. Modify thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn chính là modify flex. Mình sẽ copy cái phối bóp của mình như thế này, và mình sẽ chọn modify flex. Đây, modify flex là một modify cho phép bạn làm cái vật thể của bạn nó đàn hồi. Thì không hẳn là đàn hồi mà nó linh hoạt. Chữ flex này có nghĩa là nó viết tắt của chữ flexible. Flexible có nghĩa là linh hoạt. Thì về về cơ bản thì mình hay sử dụng nó để làm những vật đàn hồi, giống như rau câu vậy. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ sơ về cái modify flex này. Thì giả sử như mình đưa cái phối bóp này ra, xong rồi mình đưa phối bóp này về, mình làm một cái animation đơn giản thì để cho các bạn hiểu flex này nó như thế nào. Rồi trong này có khá là nhiều nhiều thứ mà mình muốn chỉ cho các bạn đó, nhưng mà nội dung thì đây là do anh mình muốn các bạn tiếp cận Banamax từ cơ bản nên không thể nào mà dạy ngay cho các bạn được. Thì bây giờ mình sẽ bật cái auto key này lên để coi như là bắt đầu đặt key cho nó. Mình đặt key cho nó thì cũng giống như mình ghi lại những cái vị trí của vật thể vậy. Ví dụ như tại frame thứ 10 mình cái vật thể này nó sẽ di chuyển tới đây. Đấy, di chuyển tới đây. Và nó sẽ giữ cái vị trí này trong khoảng 30 frame, tức là 1 giây. Đúng không? 30 frame, mình nhấn shift, mình quét chọn, mình nhấn shift giữ kéo. Có nghĩa là trong khoảng này nó giữ cái vị trí của cái vật thể này. Rồi bây giờ 10 frame tiếp theo nó sẽ trở về, nó trở về ban đầu, trở về đây. Mà để chính xác tại cái vị trí này, mình chỉ cần giữ cái key này, cái key này, nhấn shift giữ và kéo. Đó, thì cái vị trí của cái object tại cái thời điểm không này á, mình đã vừa mình copy về, copy tới cái frame là frame 50. Đấy, là có nghĩa là cái thanh thời gian này nó là ghi lại những cái vị trí, những cái thay đổi mà các bạn làm, thì nó sẽ xuất hiện một cái gọi là cái key, là một cái khóa. Nó giống như là hồi xưa mà người ta làm hoạt hình á, người ta lấy bút người ta vẽ lên giấy á, thì mỗi cái giấy đó gọi là mỗi key frame đó. Frame tức là khung, là người ta lấy cái mỗi cái tờ giấy đó người ta gọi là một key. Thì trong 3D cũng vậy thôi, có nghĩa là bạn ghi lại những thay đổi mà các bạn làm trên cái scene này á, hoặc cái object nào đó, thì các bạn sẽ vô tình tạo ra một cái gọi là key. Đó, trong cái bài animation thì mình sẽ nói rõ hơn, những cái ví dụ animation mình sẽ nói rõ hơn về cái gọi là time slider ở đây, cái thanh thời gian ở đây, và các chức năng của animation ở đây nó khá là phức tạp. Mình nghĩ là nếu các bạn cứ đi từ từ thì nó cũng sẽ đơn giản thôi. Bây giờ mình nhấn play, animation, hoặc là trên bàn phím các bạn có thể nhấn cái nút dấu hỏi ở bên cạnh phím shift bên phải thì tương đương nhau, nhấn play. Đấy, các bạn thấy không? Nó lắc một chút xíu á. Đấy. Giờ mình tắt cái chế độ auto key này để không có vào cái chế độ ghi lại thay đổi nữa.
Bây giờ để tăng cái độ nhầy nhụa hoặc là cái độ rung lắc của nó lên, mình tăng cái flexible này lên, ví dụ như bây giờ mình tăng lên khoảng 15 đi chẳng hạn. Đó. 15 đi. Bây giờ mình nhấn play. Ôi rồi. Đấy, các bạn thấy không? Mình hạ xuống 8 thôi. Nó là như vậy. Thì modify flex, ngoài cái việc mà các bạn làm những thứ này ra, nó còn có những cái mục đích khác nữa. Ví dụ như là nước, mà cái mặt nước á, khi mà các bạn cho một con tàu mà chạy trên mặt nước á, xong rồi cái mặt nước á, nó sẽ có những cái đường gợn sóng á, nó rẽ ra hai bên của cái mạn thuyền á, thì các bạn cũng có thể sử dụng modify flex này luôn. Thì trong cái bài animation về con thuyền, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái modify khác. Nãy là mình đã giới thiệu cho các bạn modify flex rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái modify mà trên cái vật thể có sẵn như thế này. Nên là modify male. Chữ mẹ, chữ male này nó viết tắt của chữ meltdown, có nghĩa là tan chảy. Thì khi mà các bạn càng tăng cái giá trị này thì cái vật thể của các bạn nó sẽ gọi như là nó chảy ra. Thì chữ meltdown ở đây là tan chảy, thì các bạn có thể sử dụng cái này để làm cái việc tan nó giống như là nước đá vậy. Hoặc là trong những bộ phim mà các bạn thấy nóng quá, các vật thể tự nhiên nó chảy nhầy nhụa ra, thì các bạn cũng có thể sử dụng cái modify này. Đấy, các bạn thấy không? Và để ghi lại cái quá trình animation này á, thì mình cũng nói luôn cơ bản đó là các bạn bật chế độ auto key lên đó, bật chế độ auto key lên cho cái khung này nó đỏ lên. Rồi tại thời điểm không á, các bạn cứ giữ nguyên cái này, cái các thông số giữ nguyên đến coi như là 160 đi chẳng hạn, nó chảy nhầy nhụa ra. Cái này các bạn chỉ cần kéo, khi mà các bạn mình nhấn chuột phải ngay lập tức để thoát ra chế độ như là đang kéo nhé. Bây giờ mình nhấn, các bạn thấy không, có một cái mình chỉ nhấn chuột trái vào cái nút cái spinner này thôi là nó đỏ lên, là tức có nghĩa là nó đang ghi lại đấy. Còn việc các bạn cứ kéo như thế này nó không có ghi đâu, các bạn thả ra nó mới ghi, các bạn phải thả ra. Có nghĩa là đó, tại đến thời điểm này nè, các bạn thả ra đó, thì tại đây nó sẽ ghi lại giá trị là 729 thôi, mình làm tròn là 700 đi, 700 mình enter vào phát rồi thì nó sẽ ghi lại cái quá trình nó chạy. Bây giờ mình tắt cái auto key này đi. Bây giờ các bạn xem, tại không nó là không, tại 60 là 700. Các bạn có thể thấy là animation cơ bản thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nhấn auto key và ghi lại những cái thay đổi mà các bạn đang đang làm trong cái object đó là được. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn một modify khác tên là morpher. Thì mình sẽ áp một cái modify tên là morpher vào cho các bạn. Đây, morpher. Morpher cho phép các bạn ghi lại những thay đổi của object. Chính xác là như vậy, nó cho phép bạn ghi lại những thay đổi của object. Thì để hiểu rõ cái câu nói vừa rồi của mình, thì bây giờ mình sẽ mượn cái object này sau khi nó đã ban, đúng không? Sau khi nó đã ban
Sau đó mình vào cái phần channel list, cái danh sách kênh á, mình nhấn chuột phải, mình chọn pick from scene, mình nhấn vào trong cái object này. Rồi, sau nó ghi lại post 02, rồi mình kéo này lên 100%. Như các bạn thấy, quá trình biến đổi chữ morpher này, morph có nghĩa là cái viết tắt của chữ morphling, morphling là biến đổi. Thì quá trình biến đổi của nó là từ cái trạng thái thẳng đứng đến cái trạng thái là cong cong như thế này. Đấy. Nhưng mà các bạn có thể thấy không? Quá trình biến đổi là quá trình biến đổi tuyến tính. Tuyến tính ở đây có nghĩa là nó đi theo một cái đường thẳng, không có biên dạng cong giống như là cái band ở đây. Cái band ở đây là nó cong như thế này. Đấy, cong như thế này. Còn morpher là nó đi ra theo cái dạng là tuyến tính. Thì ở trong mình có làm một cái nhân vật. Bây giờ mình sẽ bật thử cho các bạn xem cái nhân vật mà mình làm, các bạn sẽ hiểu cái modify morpher này nó quan trọng như thế nào. Xin mình sẽ mở lên để cho các bạn xem là modify morpher mà mình sử dụng rất 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 là nhiều. Đây, bắt đầu nó mở lên rồi. Đây, đây là nhân vật mà mình làm cho cái dự án mà mình mình đang làm, mà cũng có thể là đưa vào giảng dạy luôn. Thì ở đây là cái đầu của nhân vật. Đó. Đây là modify morpher. Và đây, trong cái morpher này có khá là nhiều biến đổi của cái khuôn mặt, ví dụ như ngạc nhiên là surprise nè. À, cười cười hé hàm răng nè. À, ví dụ như là hoảng loạn nè. Đó, shock á, shock hoảng á. Rồi, nhăn mặt, giận dữ, các afraid, sợ hãi, úi rồi. Đó, ví dụ như vậy. Thì modify morpher mình sử dụng nó vào cái mục đích chủ yếu cho cái thời điểm hiện tại là nhiều nhất là dành cho biến đổi khuôn mặt. Và ở đây mình làm đến phải nói là rất là nhiều, đến 352 morpher. Đấy, các bạn có thể thấy là mình làm khá là nhiều là dành cho cái khuôn mặt cái biến đổi, nên mình muốn nói với các bạn là morpher là dành như cho như vậy. Không luôn. Rồi, mình modify morpher, mình sẽ chỉ giới thiệu đến các bạn để như vậy thôi. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái modify mà nếu như các bạn làm một cái mặt nước mà hơi gợn sóng một chút xíu á, thì các bạn sẽ sử dụng cái modify tên là gọi là noise. Noise là nhìn nhiễu sóng á. Đây mình sẽ nói rõ hơn, mình phải tăng cái lưới lên, tăng polygon lên, gọi là tăng poly á. Mình
mình sẽ tìm cái modify tên là noise. Noise thì trong modify noise, khi mà mình tăng cái tăng các giá trị x, y, z thì các bạn thấy các bề mặt nó thay đổi. Thì cái mặt nước của các bạn đó, mình nói mình tăng như vậy thôi chứ mặt nước không có tăng như vậy, tăng ít thôi, thì nó tạo cho các bạn những cái độ gồ ghề như thế này, đúng không? Đấy, giống như địa hình đó, hoặc các bạn có thể sử dụng modify noise để tạo địa hình chẳng hạn. Đấy, thì mục đích của modify noise là như vậy. Ở đây có cái nút gọi là nút animation noise, các bạn chỉ cần tích vào, đúng không? Xong các bạn nhấn play, các bạn sẽ thấy nó tự động như là nó biến đổi cái biên dạng, cái hình dạng của nó. Frequency là tần số, các bạn càng tăng lên á thì cái animation của bạn nó càng bị coi như là càng bị nhanh lên. Thì noise trong âm thanh á có nghĩa là nhiễu, còn trong hình ảnh á thì nó noise có nghĩa là hạt, còn trong animation á noise á chính là giật và lắc. Thì mỗi cái danh từ trong mỗi cái ngành nghề hoặc là mỗi cái phần mềm nó có mỗi cái ý nghĩa khác nhau. Thì trong noise, trong 3D thì nó gọi là nó gọi là nhấp nhô. Mình thì không có dịch ra như vậy, nhưng mà mình thì cứ cảm giác là nó cứ thế này gọi là noise. Rồi. Và sau này các bạn sẽ gặp những cái danh từ khác nữa mà mình khuyên các bạn là không nên dịch ra, mà các bạn chỉ cần nhìn đến những cái hình ảnh, sau đó các bạn thấy cái tên và các bạn nhớ cái hình ảnh đó là được, chứ đừng cố gắng dịch ra. Bởi vì mỗi cái ngữ cảnh, mỗi cái phần mềm nó sẽ có những cái ý nghĩa khác nhau, đó là danh từ riêng của họ. Và đây chính là modify noise. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái modify tên là turbo smooth. Thì turbo smooth nó sẽ làm tăng cái số lượng poly của các bạn lên. Turbo smooth đây nó sẽ làm tăng cái số lượng polygon của các bạn. Mình tắt nó đi. Đấy, mở nó lên. Tăng cái số lượng polygon của các bạn lên, làm cho cái bề mặt của các nói chung là nó làm cho cái object của các bạn càng ngày càng mịn. Đấy, làm cho cái object của các bạn càng ngày càng mịn. Thì ngày xưa khi mà người ta muốn làm mịn, người ta sẽ tăng cái lưới lên, tăng các cạnh, tăng thêm mấy cái đường này vào của cái object này. Mình sẽ giới thiệu trong cái bài gọi là modeling, nghĩa là nó sẽ được tăng lưới lên. Còn cái này là turbo smooth, là tăng tự động. Thì ngoài turbo smooth ra thì gần đây là từ cái phiên bản Max 2016 thì hãng Autodesk, nói chung là bên 3D Max á, 3D Max á có cập nhật một cái modify như là tối ưu hơn, tên là Open Source Device. Thì mình sẽ tìm cái tên đó đây, nó tên gọi là Open Source Device. Thì nó cũng khá giống với Turbo Smooth, nhưng mà nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Mình sẽ tăng nó lên 2 cho nó giống với cái object này cái đã. Bây giờ nếu như mà mình muốn giữ cái cạnh này, muốn giữ cái cạnh này cho nó vuông góc chứ không có bị bo tròn nữa, thì ở dưới á, dưới cái open source device, mình sẽ tìm một cái modify tên là preset.
Đấy, preset, mình tạm thời tắt cái phần open source này đi, mình chọn chế độ S tức là cạn, mình nhấn double click để cho nó chọn những cái cạnh tiếp theo của nó, mình nhấn control, mình nhấn tiếp tục double click, mình nhấn control, mình nhấn tiếp tục double click cho nó chọn những cái cạnh tiếp theo như thế này. Đấy, thì sau khi mà mình chọn xong những cái cạnh này, mình vào cái mục gọi là create set, mình đặt tên là một, sau đó mình tạo nó ra. Rồi bây giờ mình bật open source device lên thì hiện tại nó cũng sẽ chưa có thay đổi gì cả, chưa có thay đổi gì hết. Thì ở đây mình sẽ tăng lên 100%, tức là con số 1. Rồi bây giờ mình quay lại open source device, gọi là rồi giờ mình tắt cái chế độ SP này đi bằng cách nhấn F4. Như các bạn thấy, ở đây các bạn có thể thấy tất cả những cái cạnh mà mình chọn nó đều vuông góc với nhau cả. Đó, nó đều vuông góc với nhau cả. Còn những cái cạnh khác nó lại được bo tròn. Thì mình không khuyên các bạn là nên xài cái nào và bỏ cái nào cả. Vì Turbo Smooth hay là Open Source Device nó cũng đều có một cái lợi thế riêng của mỗi cái. Thì cái này thì sinh ra trước như giống như đàn anh vậy, nó đơn giản. Còn đằng này là sinh ra sau giống như đàn em vậy. Thì các bạn nào mà muốn thật sự mà muốn xài và nghiên cứu nó thì mình sẽ có một cái bài hướng dẫn riêng cho nó. Ok, tạm thời thì mình sẽ chỉ giới thiệu sơ sơ cho các bạn biết những cái modify này thôi. Còn về những cái modify khác thì mình nghĩ là trong những cái ví dụ cụ thể đàng hoàng khác thì các bạn sẽ hình dung nó dễ hơn và chất lượng cho cái bài giảng của mình nó sẽ chất lượng hơn.